Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Thì chiếc xe lần này là chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC phiên bản 2020. Thì Duy đang cùng với anh Sĩ đi trên đường giao chiếc xe này về tỉnh Hậu Giang. Thì chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC này là cái chiếc xe mà nằm trong cái lô hàng đầu tiên của năm 2020 của cái phiên bản mới này. Và chiếc GLC 200 4MATIC này cũng là cái chiếc xe mà đầu tiên mà bên Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng bên Duy giao đến cho khách hàng. Bởi vì là ngày hôm qua các bạn là mới chính thức có giấy tờ của chiếc xe này, và hôm qua là anh Trường đã thanh toán đầy đủ hết, và ngày hôm nay thì là Duy đã bàn giao, đang trên đường bàn giao xuống cho anh Trường đây. Thì cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC này á, thì đây là cái chiếc xe mà anh Trường dành tặng riêng cho cô con gái của mình. Thì nói chung là con gái lớn đến tuổi đi học xa thì ba mua cho chiếc xe Mercedes thôi mà. Thì đó, thì các bạn mà nào mà chưa có gia đình á, muốn tìm một ông bố vợ tương lai á, thì các bạn xem hết clip này nha. Thì có thể nói đây là ông bố của năm luôn á các bạn. Rất là sướng đúng không? Các bạn nào mà chưa có bằng lái xe thì tranh thủ đi học bằng lái xe đi nha, để lái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC này. Đúng không anh Sĩ? Đúng rồi. Ok anh Sĩ đã trở lại rồi các bạn nha. Thì vắng bóng một thời gian thì anh Sĩ đã trở lại trên đường. Chiếc cầu thang trên. Anh Sĩ thì sợ bị corona các bạn, cho nên là anh Sĩ phải đeo khẩu trang xuyên suốt luôn, kể cả những lúc mà đi ngủ hoặc là đi tắm. Anh Sĩ cũng đeo khẩu trang như thế này nè. Hơi quá rồi. Vậy hả? Nãy giờ thấy anh Sĩ đeo khẩu trang miết. Ok, các bạn nhớ đón xem hết clip để mà tìm ông bố vợ tương lai nha các bạn. Nướng xong 13 thao thịt này chắc cũng còn 13 thao thịt đang để ở trong. Coi lúc nào cũng nghi ngút thế này. Hết rồi lại đưa ra nữa. Thịt sườn ở miền Tây á anh Sĩ. Ăn thử coi nó có ngọt không. Ngon. Ngon. Đi đường này nhiều mà giờ mới ghé vào đây ăn đó. Ủa lần đầu anh biết tiệm này à? Giờ mới ghé đây lần đầu.
nó giống ở Sài Gòn không? Không, Sài Gòn nó nướng thịt miếng mà kiểu là cái này là sườn cây này ngon. Đây là sườn cây nhưng mà cái vị của nó kìa, anh ấy nó ngọt hay là vừa ăn không? Tại vì ở miền Tây mình thì hay nói nó là ngọt á. Ngọt nè, đây ăn cảm giác ngọt hơn trên Sài Gòn. Nhưng mà anh ăn được không? Ngon mà. Ăn đi rồi tới em thử. Mình hồi trước mới vào ăn ngọt này, không phải ăn tảng ngoài miền Trung á. Ăn mặn lắm à. Nhưng mà vào đây bây giờ vào đây cũng cả chục năm rồi, giờ ăn ngọt cảm thấy rất quen. Và thấy ngon. Chị biết làm sao mà em biết cái quán cơm này không? Tại vì nhiều lần mà đi về miền Tây á, đi ngang quán cơm này á rất là ấn tượng, bởi vì là khi mà đi ngang đây á thì hầu như là thấy xe đậu rất là đông, đa phần là xe hơi đậu rất là đông. Và thứ hai nữa là cái chỗ mà nướng thịt á lúc nào cũng khói nghi ngút hết, có nghĩa là nướng thịt mà từ sáng tới chiều tối luôn đó. Thì hồi nãy mà bước vô là anh đã thấy rồi, cái chỗ nướng thịt mà ba người nướng mà lúc nào cũng là khói nghi ngút hết. Mà hình như là hồi nãy nếu mà mình đếm chắc khoảng hơn 10 cái thao thịt đó, rất là nhiều luôn á, có nghĩa là ở đây bán rất là đông, một ngày bán không biết bao nhiêu ký thịt. Thì ngon. Thật sự em ăn cái quán này cũng mấy lần rồi, nhưng mà mỗi lần đi ngang đây đều thích ghé ra ngang đây ăn. Khi mà ăn cái miếng thịt này á, nó sẽ khác ở Sài Gòn, cái là nó hơi ngọt nhưng mà không sao, nói chung là em ăn cũng được. Và thứ hai nữa là cái miếng thịt đó, khi mà mình nhìn đó, nó rất là bóng, nó không có bị khô. Và sườn ở đây là sườn cộng và có mỡ nữa, cho nên ăn rất là ngon, cảm giác nó không có bị nhát, nó không có bị khô à. Còn cái hạt cơm ở đây em không có thích lắm, em thì thích cái hạt cơm tấm hơn. Nếu mà ở đây mà cơm tấm nữa thì số 1 luôn, mà ở đây không có cơm tấm. Dạ, bye bye anh. Dạ. Đợi em lâu không anh? Lâu à? Dạ, yeah, đợi sáng giờ hả? Con gái nó đợi kìa. Dạ. Nhiều con đúng mà. Bữa nay ở nhà hả? Đợi xe hả? Dạ. Để em cho xuống xe cái.
cái đi. Chị ra chụp hình cả nhà để mua chị mới có lịch. Anh là còn một bé nữa hả? Bé. Lên nó sẽ hướng dẫn cho anh. Ừ. Có làm mấy lần nhưng mà không nhớ làm rồi thôi quên rồi. À. Đăng ký mấy chiếc rồi. Dạ hả? Chiếc này chiếc thứ ba gì vậy? Dạ. Tại anh thích làm chứ không thôi tụi em làm cho anh. Thấy ở thành phố làm gì nó cực không? Có dịch vụ. Dịch vụ làm hả? Dịch vụ làm hết cho anh. Ồ, nhà anh rộng quá vậy. Ừ. Em bán đồ này phải rộng. Đúng rồi, bán đồ nội thất mà. Đây là mình xin ít thôi, mà kho sao mình nhiều một chứ đồng nghiệp. Anh còn khúc sao nữa hả? Ừ, tại cái này nó cắt một hẹp nhưng mà sao là nó giải kho mãi. Dạ. Thì đồ nội thất này là anh có sản xuất luôn không? Không, cái này chỉ lấy về bán thôi. Dạ. Cho nó gọn anh, khỏi mất công sản xuất ha. Sản xuất dễ,
mình làm đây nó cũng không có bằng người ta làm trên đầu trên, nó có đủ điều kiện á, máy móc với công nhân đủ hơn. Dạ. Tại vì thông thường á, nếu mà sản xuất á là người ta chỉ sản xuất, người ta bán sỉ là thôi, người ta không bán lẻ ha. Còn nếu mình bán lẻ thì mình làm theo kiểu này. Nếu mình làm đây thì phải lo cái mặt bằng, lo công nhân rồi mệt lắm. Đúng. Anh Chuồng là bán nội thất là bao nhiêu năm rồi? 20 năm rồi. Chiếc này là anh mua tặng cho cái gì vậy? Con gái nó đầu nó tốt nghiệp đại học, nó là mua xe gì đó. Sướng vậy. Vậy là mới mốt là có con rể là khỏi lo. Có con rể nào là ngon luôn. Khỏi còn mua xe nữa. Đại học rồi mua xe, mua xe mẹ. Cái xe khác không chịu. Dạ. Rồi em mới đi học là hàng ngày là sao? Nó ở Trần Thơ. Dạ. Học Trần Thơ. Rồi cuối tuần anh lên trước. Không, nó muốn về thì nó nhảy lên xe mà cũng có xe hàng ngày đó, xe giữ hết dịch vụ á. Dạ. Vậy là anh khỏi có công mà đưa rước nha. Không. Em tưởng đâu anh đưa rước luôn chứ. Tự đi. Có gì? Anh sĩ uống nước anh sĩ. Giờ ra rồi. Là đây là bé của anh nữa hả? Có cần em hướng dẫn gì cho xe không? Rồi đi, kể từ từ nghiên cứu không sao. Cái gì điện hỏi. Xem cái clip của em là cũng biết rồi ha. Em đi lúc 5 giờ sáng, 5 rưỡi sáng. Trễ, bởi vì nó có trễ. Thì uống nước đi, cây mình kiếm gì ăn. Dạ. Ra chăm nhanh cho em kìa anh sĩ. Gửi cùng My luôn. Em rể. Em rể. Ờ. My chưa lấy. À, anh Chuồng, anh bạn là cũng rất là đặc biệt. Thì mình không nghĩ là mình bán cái xe được cho anh Chuồng đâu. Tại vì hôm mà mình đi giao cái chiếc xe mà C300 về Lagi á, nếu mà các bạn có xem mà các bạn sẽ biết. Thì ngày hôm đó là vừa lúc mình đang đi giao xe thì anh Chuồng có gọi. Thì anh Chuồng giới thiệu cho một ông anh của anh Chuồng ở ở đâu anh Trường, em quên rồi. Ở ngang dừa Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu thì anh tên anh My. Thì anh My á, là anh Trường giới thiệu mấy ngày thôi là anh My đã quyết định anh đặt cọc luôn rồi, mặc dù là cái xe nó chưa có ra hoặc là chưa bất kỳ có thông tin gì hết. Mình không nghĩ là mình bán cho anh Trường đâu, tại vì anh Trường anh chỉ giới thiệu anh My thôi. Nhưng mà không ngờ là đầu tháng 2 này thì anh Trường có nhắn tin cho Duy. Và anh Trường nói là anh Trường lên xem xe, nếu được thì anh Trường đặt cọc luôn. Thì anh Trường lên xem xe chắc khoảng tầm 15 phút anh Trường. Anh Trường lên xem xe khoảng 15 phút thôi là anh Trường đặt cọc luôn. Và coi như là cái xe đầu tiên về là mình giao cho anh Trường luôn. Mình không nghĩ là mình sẽ bán được cho anh Trường xe này. Tại cứ nghĩ là bán cho anh My thôi. Nhưng mà anh Trường lại lấy xe trước anh My nữa. Cũng là một cái duyên cũng như là rất là may mắn của em. Dạ cảm ơn anh. Thì đã ủng hộ em mà còn giới thiệu anh My nữa cho em nữa. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, cảm ơn đi. Dạ. Không biết sao anh chọn chiếc xe này với anh? Mình thấy nó mới ra đó, thấy kiểu mẫu nó cũng hấp dẫn. Cái thương hiệu nữa. Dạ. Thương hiệu thì nó có tiếng rồi. Dạ. Đó thì ai cũng công nhận rồi. Dạ. Nhưng mình chỉ chọn cái màu sắc thôi. Dạ. Chung là anh cũng tìm hiểu kỹ ở trên mạng hết rồi, nói chung cũng biết gì hết rồi. Thì chỉ việc lên coi màu thôi là chốt thôi. Dạ. Tặng cho con gái nha. Gái chắc cưng dữ. Chắc là uống nước với anh xíu đi. Quê anh có rồi mời mấy bạn anh tới không? Không, chỉ có em thôi. Em này cũng có cơm. Đây là cái cửa hàng mà kinh doanh đồ nội thất của anh Trường các bạn. Nếu mà các bạn mà ở gần đây, ở Long Mỹ, Hậu Giang, nếu mà các bạn mà có muốn mua đồ nội thất á, thì các bạn tới ủng hộ anh Trường nha. Anh Trường cực kỳ là dễ thương luôn. Thì khi mà đi giao xe cho anh Trường á, thì anh Trường cũng
không cần hướng dẫn gì nhiều hết á, tại vì có thể là anh Cường đã xem những cái clip của Duy cũng như là xem những cái hướng dẫn ở trên mạng rất là nhiều rồi, cho nên là cũng không có cần phải nói gì nhiều nữa hết. Thì trong quá trình sử dụng thì anh Cường có thắc mắc chỗ nào thì cứ gọi cho Duy thôi đó. Thì Duy cảm thấy gần đây những cái khách hàng mà mua xe của Duy, chẳng hạn như anh Duy và chị Hòa cũng vậy, thì khi mà Duy giao xe cũng anh chị cũng không cần có hướng dẫn gì hết đó, thì có thể là anh chị cũng đã biết rất là nhiều về những cái tính năng, những cái trang thiết bị rồi. Tại vì trên mạng những cái clip mà của Duy á, Duy làm khá là chi tiết những cái này đó. Nếu mà anh chị mà có xem mà những cái clip, mà nhiều cái clip của Duy á, thì chắc chắn về cái xe mẹt này anh chị sẽ không có xa lạ gì hết đó. Thì bây giờ mình đi tham quan một vòng cái cửa hàng bán đồ nội thất của anh Trường các bạn nha. Ở đây thì mình thấy rất là nhiều cái đồ gỗ, cái bàn, cái ghế gỗ nè, chạm khắc rất là đẹp luôn nè anh sĩ. Ồ, đây có mấy đồng hồ đẹp quá anh sĩ. Cái đồng hồ này có giá là 8 triệu các bạn nha. 8 gỗ triệu luôn. Đồng hồ quá lắc. Cái này cũng vậy. Hai cái này nó sẽ khác nhau ở cái phần điêu khắc ở trên đây. Ồ, cái đồng hồ này chắc mắc hơn nè anh sĩ. Ờ, cái này mắc hơn nè, to hơn. Cái này thì có giá là 13 triệu. Ồ, tượng Phật bằng gỗ nè. Đẹp quá. Đây, vậy anh sĩ. Mấy cái bộ ghế đẹp ghê không? Mấy cái bộ ghế và điêu khắc bằng gỗ á. Những bức tranh phù điêu nè. Đẹp quá. Hầu như ở đây là đầy đủ các thiết bị nội thất ở trong nhà luôn á các bạn. Ok, thôi mình đi để anh Trường đợi. Dạ, cảm ơn chị nha chị. Đi chị ơi. Nghe chửi hả? Không giàu lắm hả? Nó khác tiếng rồi mình. Ở dưới đây đẹp à? Đẹp. Cho em kiếm mẫu á. Để đặt cá lắm. Rồi rồi. Ồ, ở đây nha. Vườn đẹp vậy anh? Cái trò trò vậy hả? Không, sao quá. Cái chiều đánh tennis với hay lợi nhậu vậy. À, cái sân tennis luôn. Vậy hả? Anh hay ăn quán này lắm đúng không? Ừ, mẹ ở đây lắm, quên không biết hay hay ăn. Anh đặt trước rồi hả? Đặt trước rồi, nó mau. Dạ. Ở đây là chắc chuyên về món đồng á anh. Đồng hải sản, đồng quê cá rồi ha. Ồ, cá này cá lóc hả? Cá lóc đồng mà. Cá lóc đồng nè anh sĩ. Uống bia được gì? Em thì uống được, còn anh sĩ không uống. Để cho em coca đi, có coca. Để bia đi, anh cho nước coca nha. Cái này đi. Đây là trái. Ủa, ba anh em uống với em thì uống coca tí để khen. Với xe uống uống nước ngọt thôi. Ở đây là chuyên về món đồng quê hết anh. Cá là phải cá lóc đồng hay là cua là phải cua đồng hay là tại đồ biển cũng có luôn cá lóc đồng. Có ha. Bán đúng đồ. Ở Sài Gòn mà anh kiếm cá lóc đồng không có đâu. Đặt nuôi mà. Con này mình dặn là dặn cá lóc đồng à. Dạ. Alo. Ở đây ngồi mát mẻ thôi. À, ngoài đây là mặt đường ha. Mặt đường ha. Đường vì sao? Vì là cái nhà hàng này là hai mặt tiền luôn. Okay. Đây có cái trung tâm thi đấu của con Bảy nè, nè. Ờ, của Bảy hả? Nhà thi đấu. Ủa đi em dép ăn cơm trước. Sĩ ăn cơm cho non, lát chạy xe không bị đói bụng nha anh sĩ. Ok. Thôi chạy thẳng cái nước này về luôn đi. Này ha, chạy thẳng luôn rồi, thẳng luôn. Chạy bộ mà. Mình cứ đưa qua cái cầu hồi nãy không? Ừ. Đổ nãy một chút. Để đi thẳng lên. Dạ. Thôi em về nha. Ừ. Cảm ơn anh Trường nhiều. Ừ. Ủng hộ em, có gì cứ gọi em nha. Ừ. Có, em có mua hôm nay giới thiệu lên anh Duy. Ừ. Dạ, em cũng Duy. Không tính mua anh, dạ. Để nó có mua giới thiệu lên mua rồi anh Trường nha. Rồi, rồi. 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 Rồi, r
Duy và anh Sĩ vừa mới giao cái chiếc xe Mercedes-Benz GLC 240matic cho anh Trường xong, thì hai anh em bắt đầu quay về lại thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Thì mỗi lần mà đi giao xe như thế này á, thì mặc dù nó rất là cực, phải thức khuya dậy sớm cũng như là đi rất là xa để giao chiếc xe, nhưng mà Duy vẫn cảm thấy rất là vui và rất là thích. Bởi vì là khi mà mình bán một cái chiếc xe Mercedes-Benz các bạn, một cái sản phẩm mà có giá trị cũng như là một cái sản phẩm đẳng cấp á, thì thông thường những khách hàng mà mua xe của mình á, thì cũng chả cần thiết mình phải là tặng cái này hay là tặng cái kia thêm đâu. Nhưng mà cái việc mà khi mà Duy đến mà tặng nhà giao cái chiếc xe Mercedes-Benz cho các anh chị á, thì thường là các anh chị cảm thấy rất là vui và kiểu giống như là rất là quý mến á, rất là quý mến mình á các bạn. Thì anh Trường thì cũng vậy, khi mà giao xe xong á, thì anh Trường và anh Duy luôn, cả hai anh em dắt Duy và anh Sĩ đi ăn. Thì anh Trường và anh Duy đã chuẩn bị cái ở nhà hàng các bạn, chuẩn bị sẵn hết rồi, thì đã đặt nhà hàng trước rồi đó. Đó, chứ việc khi mà mấy anh em tới rồi ăn thôi, chứ cũng không phải là khi mà đến nơi rồi mới bắt đầu là gọi món. Đó thì Duy cảm thấy là mặc dù là mỗi cái chuyến đi như thế này thật sự rất là cực á, Duy phải bỏ những cái việc ở công ty khá là nhiều, nhưng mà Duy đều muốn tranh thủ để mà đi đến tận nơi cũng như là tận tay giao cái chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz cho những khách hàng của mình. Đó thì thôi bây giờ Duy sẽ cùng anh Sĩ hai anh em quay về lại thành phố Hồ Chí Minh thôi. Nếu mà các bạn có bất kỳ những cái quan tâm hoặc là những cái thắc mắc gì đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các bạn có thể là gọi trực tiếp cho Duy qua số điện thoại là 0914653979. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình, đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để nhận những video clip mới nhất về tất cả những dòng xe của Mercedes-Benz. Nếu mà các bạn mà có quan tâm hoặc là các anh chị nào mà có quan tâm đến những cái dòng xe của Mercedes-Benz mà muốn Duy giao xe tặng nhà như thế này thì các anh chị hãy đừng ngần ngại gọi cho Duy nha. Hẹn gặp lại các anh chị.